<laughs> thì ở trên này nó sẽ ghi là đó là một số vấn đề mà tổ chức y tế thế giới WHO công bố vào năm 2020 á là ít nhất có 2,2 tỷ người trên toàn thế giới bị khiếm thị và mù lòa. Không bao gồm là thị lực đã được điều chỉnh, có nghĩa là trừ những cái người mà bị cận đấy Trong đó ít nhất là một tỷ người bị suy giảm thị lực đáng lẽ có thể ngăn ngừa và được cần được giải quyết. Có thì cái tình trạng mà bị suy giảm thị lực ấy đó, suy giảm thị lực là bao gồm là bệnh như là tật khúc xạ, ví như là cận thị, viễn thị, loạn thị, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng, mắt hột, à, lão hóa mắt gọi là lão thị ấy, và các vấn đề khác. Cận thị là một trong những vấn đề mà về thị lực phổ biến nhất trên thế giới. Ảnh hưởng gần đến 30% dân số, đặc biệt ở thanh niên, thiếu niên trẻ em tỷ lệ cận thị ngày càng tăng cao qua từng năm. Mọi người biết rằng là bây giờ chúng ta dùng điện thoại này, laptop này, tivi này, cái gì cũng là gì ạ? Bản đèn LED đúng không ạ? Nên là cái tình trạng đó là chúng ta sẽ không thể tránh khỏi. Và cứ 10 người thì sẽ có 3 người bị như vậy. Đó, mọi người thấy là một đây là một cái hiện trạng mà có thể nói là khá là gai gắt đúng không ạ? Rồi, next slide tiếp nào. <laughs> đôi mắt. Đôi mắt của chúng ta là đang bị rất là mệt mỏi. Một người trung bình thường dùng máy tính này, điện thoại là hơn 6 tiếng đồng hồ. Và chúng ta chỉ cần có là chúng ta kiểm tra trên cái điện thoại của mình ấy là trong 24 giờ một ngày ấy là chúng ta đang dùng vào những cái ứng dụng gì. Ví như ở Việt Nam đúng không ạ? Việt Nam chúng ta thì chúng ta có thể là vào trong Zalo, Uh, phở bò đúng không ạ top top đấy vị như là các bạn trẻ đây là top top là gì ạ nhảy đúng không ạ nhảy chen các thứ này rồi không xét ngày lướt mọi người biết là bây mạng xã hội là lướt rất nhanh ngày trước xem là toàn bộ phim dài bây chỉ xem bộ phim chỉ có một phút 30 giây thôi đấy <laughs> và chúng ta thì đang bị trở thành một nô lệ trên cái màn hình điện tử chúng ta đang bị trở thành một nô lệ có nghĩa là chúng ta bị phụ thuộc và gần như là chúng ta bị nghiện đấy chính xác là nó nó gọi là chúng ta bị nghiện đấy chúng ta dùng nhiều nó thành thói quen đấy đó nên là nó rất là nguy hiểm rồi với cái trang này á chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu này cái đôi mắt của bạn đã khỏe mạnh chưa có nghĩa là gì chúng ta tự tự test cái cái đôi mắt của mình ấy là chúng ta có thấy rằng tình trạng của chúng ta hay bị mỏi mắt hay không này mắt của chúng ta hay bị khô hay không vì như là em thắng thì là bị cận rồi em thắng thì bị cận là được hai độ rưỡi đúng không ạ thậm chí là bây giờ có khi ba độ và dùng p 90 thì nó đỡ rồi và cũng có bỏ kính ra rồi nhưng cái tình trạng mỏi mắt là có vì là thường xuyên là dùng điện thoại là từ 6 đến 10 tiếng mà thậm chí nó đến mười mấy tiếng cơ vì em phải làm online rất là nhiều mà và khô mắt thì là cứ hay chớp đi chớp lại và mắt nó đỏ ngầu lên nhiều hôm là đi sang bên này có mấy anh chị nhìn thấy bảo sao mắt thằng thắng này đỏ thế à thì ra là nó bị khô mắt quá xong rồi nó bắt đầu nó cứ chớp đi chớp lại nó bị đỏ thứ hai cái tình trạng là mờ mắt đấy ví như là không biết anh chị có 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 phải dùng đến cái cái lọ video tô không? đây em sẽ lấy cái lọ video tô của em cho mọi người xem nhé đây này em hay dùng cái lọ video tô này cái lọ video tô này là nó thay gọi là nó gọi là um, cái gì nhỉ nước mắt nhân tạo ấy nước mắt nhân nước mắt nhân tạo để làm gì để giúp cho mình đỡ bị mỏi mắt ấy mờ mắt có nghĩa là nhiều lúc mà mình mắt mình nó tiết nhiều vì hôm nào mà đi 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 sang bên hà nội mà đi từ sáng đến chiều bắt đầu là tối về nó mờ ấy, cả mắt đi ấy. cái tình trạng này rất nhiều người gặp có ai bị tình trạng này mọi người comment phím một đi và mọi người có có thấy cái, tình, cái trường hợp là khi chúng ta mà thấy rằng là khi chúng ta ngủ dậy ấy là mắt chúng ta hay sưng ấy cái cái túi mắt của chúng ta cái bọng mắt này mắt chúng ta sưng tròn lên như kiểu chúng ta vừa mới khóc xong ấy nếu mọi người bị tình trạng đấy mọi người comment số 2 đi và cuồng thâm mắt thì, thì mọi người comment số 3 cái cuồng thâm mắt là khi mà chúng ta nhìn điện thoại nhiều này hai là vị như là những cái người mà nội tiết em biết là những nội tiết mà nó kém thì nó cũng bị xảy ra cái tình trạng là 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 bị 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 cuồng thâm mắt này đó thì đây là gần như là trong 6 cái biểu hiện này thì nếu như anh chị em là bị một biểu hiện thì mọi người comment một mà hai mọi người comment là hai ba mọi người comment là ba mà nếu như bốn thì comment là bốn còn nếu mà cả sáu thì comment là sáu vì em thắng là sáu rồi vừa cận này vừa bị mờ này rồi lại bị mỏi mắt này rồi đỏ ngầu mắt này, này phù mắt tình trạng phù hết cả mắt lên sau đó cuồng thâm đấy nó 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 kinh khủng cái đôi mắt của mình nó đang bị phá hoại một cách gọi là cực kỳ tự nhiên đó chính là bằng chính cái điện thoại của mình đấy Một cái công cụ đang giúp cho chúng ta Tiếp cận với nhau này Nhưng nó lại đang hại chúng ta Đúng không ạ Nhưng thật ra là là Cái gì cũng thế thôi Nó có hai điểm đó là có lợi và có hại Đúng không ạ Vậy chúng ta phải đi tìm những giải pháp Để làm sao mà uh, Tăng cường cái có lợi Nhưng giảm cái có hại đi đúng không cả nhà Rồi tiếp tục là các vấn đề về mắt mà thường gặp Mà vấn đề này chủ yếu là ở tuổi già ấy. Ví dụ như là bình thường một người bình thường chúng ta nhìn một cái quả cầu khinh khí cầu ấy chúng ta nhìn thấy cái quả cầu nó rất là nét nó rất là rõ đúng không ạ đó nhưng mà nếu như mà những người bị đục thủy tinh thể ở trong cái zoom ngày hôm nay có ai bị đục thủy tinh thể mọi người comment xem em uh, là có đục thủy tinh thể đi nếu mà bị đục thủy tinh thể thì mọi người comment là có thì mọi người sẽ thấy mắt mình nó nhìn nó có một cái lớp kiểu như lớp màng nó bị đục đi ấy. đó tiếp theo là bệnh tăng nhãn áp đấy tăng cái nhãn áp lên tiếp theo là thoái hóa điểm vàng có là cái 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 đôi mắt của mình nhìn ra nó cứ méo sạch đi đó tiếp theo là bệnh võng mạc tiểu đường có nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ nhìn thấy cái mắt của mình cứ nhìn thấy những cái, cái chấm chấm đen đen đó đó là những cái bệnh mà nó liên quan đến mắt nó còn rất nhiều các loại bệnh nữa thì theo báo cáo mà tầm nhìn thế giới năm 2020 cho thấy là toàn thế giới có 1,8 tỷ người mắc bệnh viễn thị 600 triệu bị đục tủy tinh thể 190 triệu bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác Có nghĩa là mọi người biết rằng là tuổi càng cao thì mắt mình càng yếu đi đúng không ạ? Và 146 triệu võng mạc tiểu đường và 76 triệu bệnh tăng nhãn áp có nghĩa là khi mà chúng ta già đi hoặc chúng ta nhìn vào điện thoại nhiều, chúng ta dùng những cái cái gọi là uh, công nghệ ấy, thì mắt của chúng ta còn đang đi nó còn đang còn nó còn nhanh hơn nữa cơ, nó còn bị tình trạng này còn nhanh hơn nữa. Rồi ok tiếp tục sang phần này. Rồi trong cái slide này nó sẽ nói là cái tỷ lệ mà cận thị ở thiếu niên ngày càng gia tăng qua từng năm. Có nghĩa là cái tỷ lệ cận thị của mình ấy nó đang trẻ hóa nó như một có một thời gian mà cách đây 10 năm trước mọi người biết cái làn sóng về dấu loạn chuyển hóa ở Việt Nam không ạ là do là ô nhiễm khói bụi rồi tất cả do đồ ăn nhanh ấy là cái dấu loạn chuyển hóa của mình cái tỷ lệ béo phỉ của mình rất cao đúng không ạ thì đây nó là một cái hiện trạng là tỷ lệ cận thị ở thanh thiếu niên nó đang trẻ hóa của mình ra ngày xưa nếu như em thấy rằng là cứ tầm khoảng 3 bốn mươi tuổi ít khi người ta đeo kính phải 5-60 tuổi nhưng bây giờ có, có khi là đang học cấp 2 cấp 3 là mọi người cũng cũng đã nhìn thấy là các cháu cũng phải đeo kính rồi đúng không ạ đúng hay rất đúng đúng thì mọi người coi mình là đúng đi ạ và mọi người biết rằng là có 2,6 tỷ người bị cận thị thì có nghĩa là gì ạ tỷ lệ mà người cận thị của chúng ta trong cái số 2,6 tỷ người này thì có 312 triệu người dưới 19 tuổi có nghĩa là cái tỷ lệ cận thị mà dưới 19 tuổi á nó đang tăng cao lắm đặc biệt là ở trẻ em và thiếu niên ấy. và báo cáo liên quan tỷ lệ ở thanh thiếu niên ở Singapore là gần như 80%. Có nghĩa là càng nước nào càng phát triển thì cái tỷ lệ cận thị nó lại càng cao. Mọi người nhìn thấy là có ai có ai mà nhìn thấy những người Nhật không? Có phải là người Nhật đeo kính rất nhiều không? Rồi bây giờ lại còn cái tỷ lệ đứng đầu bây giờ là người Singapore. Tiếp theo là đến là Trung Quốc, sau đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Là Indonesia và Malaysia đó. Và các quốc gia Thái Lan nữa là tỷ lệ mà cận thị nó cũng rất là cao. Nói chung là tất cả là chủ yếu là ở châu Á mình nhiều, chủ yếu châu Á, châu Á thì là cái tỷ lệ mà bảo vệ sức khỏe của mình nó nó có yếu hơn so với cả là những cái người mà 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 ở bên châu Âu. Các các tỷ lệ khu vực khác nhau thì châu Á đứng hàng đầu. Thì mọi người biết rằng kể kể qua chúng ta toàn Đông Nam Á thôi và cái ngách này là mọi người biết rằng nó đang tập trung vào thị trường đông nam á đúng không ạ rồi tiếp tục lại phân phân tích tiếp về cái um, cái uh, slide này là các yếu tố gây ra vấn đề về uh, về mắt <laughs> khi mà chúng ta trở nên già hơn đấy thì tuổi càng cao thì thể mi sẽ dần cứng lại và trở nên đục chức năng của cơ thể mi nó suy giảm khả năng miễn dịch nó cũng suy si giảm và tuần hoàn máu kém đó đấy là các yếu tố gây ra vấn đề về mắt nha tiếp theo là thói quen mắt là chúng ta sử dụng lâu dài ở màn hình điện thoại à, rồi đọc lâu hơn này ánh sáng thì mờ ví như là tầm khoảng chín mươi giờ tối chẳng hạn thường thường mọi người tắt điện đi ngủ đúng không ạ tắt điện đi ngủ nhưng mà vẫn bật điện thoại lên có ai mà tắt điện đi ngủ rồi vẫn bật điện thoại mọi người comment cho em số năm đi ạ tại vì mọi người phải làm việc này rồi mọi người có một cái thói quen đấy đó thiếu chất dinh dưỡng cũng là một cái nguyên nhân cả nhà nhé <laughs> bị thiếu như là thiếu vitamin A vitamin C thiếu vitamin E rồi lutein rồi có một yếu tố thứ tư này là yếu tố là môi trường ô nhiễm ví như không khí ô nhiễm ánh sáng độ cao gió mạnh đấy thì đấy là những yếu tố nó tác động từ môi trường đó Tiếp theo tác động thứ năm là nguyên nhân gây ra bệnh ví như là mọi người mà bị bệnh uh, tiểu đường, tăng huyết áp, sơ vữa động mạch, tắc mạch máu đều có thể là dẫn đến cái vấn đề về thị lực hoặc là những người bị tuyến giáp. Cả nhà có ai có bị những cái căn bệnh như vậy thì mọi người comment trong số 6 nè. Chắc chắn những người mà bị như vậy thì chắc chắn là thị lực bị giảm rồi. Đúng không ạ? Đúng hay rất đúng cả nhà. Cả nhà cùng comment tương tác cả nhà nhá chúng ta vào vào đây chúng ta chia sẻ với nhau những cái kiến thức nên chúng ta có thể cùng tương tác với nhau và đây là cái tác hại của ánh sáng xanh tới mắt của chúng ta đó tác hại của ánh sáng xanh tới mắt đấy là khi mà chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng xanh là một cái bước sóng ngắn đấy là cái phần nơi năng lượng nó cao hơn ánh sáng khả kiến thì cái năng lượng cao này nó cho phép ánh sáng xuyên qua rác mạc của mình đi thẳng vào tủy tủy tinh thể và võng mạc và đi đến à đi thẳng vào mắt và đi đến võng mạc. Có nghĩa là mọi người hình dung là cái ánh sáng xanh của mình ấy nó là cái ánh sáng mà nó gây hại cho mắt của mình. Đó, nó làm nó làm nó làm cho những cái tế bào của trong cái ánh sáng của mắt của chúng ta nó gây tổn thương, nó bị mỏi mắt hơn, tổn thương võng mạc và làm nặng thêm các hội chứng về khô mắt, tăng áp lực nội nhãn. Mọi người hình dung là cái ánh sáng xanh là gì? Ánh sáng xanh chính là ánh sáng của điện tử ấy thì gọi là ánh sáng xanh nên là mọi người nhìn thấy rằng là có rất nhiều các loại kính chống tia cực tím chống ánh sáng xanh nếu như ai mà bị cận đấy mọi người sẽ hiểu về cái kính đó đúng hay rất đúng cả nhà em bị giáp trần hằng ừ anh cũng bị tuyến giáp này như em này nên mắt bị cận này mắt nó bị suy giảm đấy em ạ <laughs> đúng hay rất đúng ạ không sao cả những cái cái căn bệnh thì ai cũng có thôi có nhiều và có ít thì cái đấy nó 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 không phải là cái gì cả nếu chúng ta biết thì chúng ta phải phòng tránh thôi và đây là cái tầm quan trọng của vùng hoàng điểm đối với mắt có nghĩa là cái tầm quan trọng của cái vùng mà cái vùng mà bắt đầu là nó đi vào trong cái mắt của mình ấy cái vùng bảo vệ ấy, thì nó sẽ lọc được cái ánh sáng xanh bảo vệ võng mạc nhận biết màu sắc và ánh sáng hình ảnh trực quan dẫn truyền thị giác. Vậy thì là chúng ta hình dung là khi mà chúng ta đi vào nhá, đây mọi người nhìn theo cái cái cái, cái con chuột đi cho nó dễ này. Thì cái 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 ánh sáng xanh ấy nó sẽ là từ 1400 đến 500 nanomet thì nó sẽ đi trực tiếp vào trong mắt của mình, qua võng mạc, đây gọi là võng mạc này. Rồi nó đến gốc tự do này, rồi nó đến dây thần kinh này rồi nó đến gì ạ? nó nó đến phần cuối cùng ở trong mắt gọi là thị lực. Tiếp theo là bên dưới là được tạo ra bởi gì ạ? vùng hoàng điểm bình thường. có nghĩa là nếu như chúng ta mà đi theo cái gọi là bên dưới này này, có nghĩa là những cái vùng của chúng ta mà nó có những cái vùng gọi là những cái vùng bảo vệ mắt gọi là vùng hoàng điểm này nếu như chúng ta có nó là bình thường ấy, thì chúng ta được chặn lại đấy nó sẽ chặn lại qua cái võng mạc của mình và nó sẽ không đi xuyên vào trong cái phần dây thần kinh và chúng ta không bị tổn thương đến thị lực của mình nhưng với ở bên trên ấy, nó đi thẳng vào trong võng mạc của mình Và nó trực tiếp tạo ra các gốc tự do và nó gây ra dây thần kinh và nó dẫn đến cái việc đó là hỏng mắt của mình và bên dưới mọi người nhìn thấy cái hình ảnh bên dưới ấy, cái con chuột mà em thắng đang 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 chia sẻ cho mọi người đấy khi người ta chiếu vào cái con mắt của mình đây gọi là thoái hóa điểm vàng này, nó sẽ làm mờ cái tầm nhìn của mình đi, biến dạng cái hình ảnh, nó rối loạn nhận thức của màu sắc, giảm cảm nhận ánh sáng, điểm mù trung tâm và khuyết điểm trường thị giác. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó là nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi next slide, sang slide này xem là gì ạ? Chúng ta tiếp tục phân tích thế nào? À, rồi Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn và là cửa sổ trực tiếp nhất để nhìn nhận thế giới. Cả nhà có thể comment cái câu này. Câu này rất hay nhé cả nhà nhé. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Cái này thì quá chuẩn rồi. Ai cũng biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn rồi. Chúng ta nhìn thấy đẹp thì chúng ta thấy rằng là nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi và là cửa sổ trực tiếp nhất để nhìn nhận thế giới. Có nghĩa là chúng ta nhìn nhận trực quan đa giác quan thì bằng mắt là tốt nhất và mọi người thường thường là uh, hiểu rằng là nếu như ai đó mà không có đôi mắt lành lặn như chúng ta thì chúng ta đang may mắn hơn hàng rất nhiều người khác vì nó là cửa sổ tâm hồn và chúng ta hãy chăm sóc đôi mắt này cho chúng ta sáng ngay lập tức vì khi mà chúng ta nếu không bảo vệ nó mà đôi mắt của chúng ta kém đi đúng không ạ mọi người cứ nhìn thấy những cái cụ già những người nhà của mình đi nếu mà có những cái đôi mắt mà bị yếu như vậy đúng không ạ? thì mọi người nhìn thấy một một điều là gì ạ? có khi nhìn mãi bảo ôi thắng ơi nhớ mãi ngày 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 trước là ông nội ấy, ông nội với bà nội của 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 em thắng là uh, nhìn mắt rất là kém, sau đó là nhìn mãi chả nhìn thấy cái gì cả, sau đó là nhiều lúc còn còn nhìn nhầm cơ, nó bị loạn thị đấy. nên là cái đôi mắt khi mà già rồi chúng ta không muốn như vậy thì chúng ta phải bảo vệ ngay từ bây giờ chứ không phải đến lúc mà chúng ta bị bị rồi mà chúng ta mới bảo vệ đâu. Rồi ok, next slide tiếp theo này. Trên slide này nói gì ạ? À, làm thế nào để cải thiện các vấn đề về mắt? Đó. Đầu tiên là nguyên nhân đúng không ạ? Sau đó là bây giờ là giải pháp để làm sao chúng ta khắc phục nó. Cải thiện cái thói quen mắt nó là một cái rất là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải là chú ý đến thời gian sử dụng uh, mắt của mình này. Điều chỉnh tư thế mắt này điều chỉnh ánh sáng phù hợp. Cái việc đầu tiên nếu mà mọi người muốn có một cái thói quen mắt tốt thì như mọi người là nếu mà đọc báo, đọc sách cái thứ thì ra ngoài ánh sáng tốt hơn này. Ở trong môi trường ánh sáng tốt thì chúng ta sẽ có một đôi mắt khỏe mạnh, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta mà ở trong cái bóng tối nhiều ví như là thường có thói quen tắt điện à, sau đó chúng ta đọc báo ấy thì nó rất là nguy hiểm. Rồi một cái phương pháp thứ hai đấy cái cái chỗ trang chỗ số 2 này này nó là phương pháp vật lý như là tập thể dục cho mắt này trường nóng và xoa bóp mắt của mình Đó cũng là một cái phương pháp Ở trong này em biết là có rất nhiều anh chị đang làm về đông y Em có được chia sẻ từ một cái người chị Chị đấy là chị làm đông y Chị bảo là tháng này mà mắt mày mỏi ấy Có nghĩa là mắt em kém à và chị ơi mắt em kém làm Thì mày làm như này Thế là xoa hai tay này lên Đó xoa thật nóng lên Sau đó là nhắm mắt lại Sau đó là úp cái này vào À thì ra là làm nóng mắt lên Có nghĩa là mình xoa cho nó nó tạo ra nhiệt đấy chứ chúng ta úp lên thì đúng là mắt nó cũng sáng lên. Đó. Có nhiều phương pháp vật lý. Đó, kiểu kiểu vậy. Tiếp theo nữa phương pháp số 3 đó là bổ sung. Bổ sung gì đây ạ? À? Bổ sung các loại uh, dưỡng chất cân bằng ví như là bổ sung uh, lutein, uh, VA, VC, VE. Chưa biết là từ VA, VC, VE này là gì nhưng mà nó là những cái kiểu như là dưỡng chất cho mắt ấy. Đó. Và ăn nhiều rau màu lá xanh, bông cải xanh, cà rốt, bí ngô, việt quất, chanh dây, gan, trứng, sữa và thực phẩm khác có nghĩa là cứ thực phẩm nào tốt cho mắt, có nhiều omega 3, nhiều omega 6, nhiều nhiều gì ạ, nhiều những cái chất dinh dưỡng thì mọi người hãy bổ sung vào. Đó, đại loại như thế. À vitamin A, B, C, vâng, em cảm ơn chị mến. Rồi và đây là một giải pháp để cải thiện về mắt nó có, có tên là combo chăm sóc mắt có tên là mọi người cùng comment giúp cho em thắng là gì ạ combo chăm sóc mắt Olay bao gồm Galaxy Z1 cả nhà có thể comment là Galaxy Z1 cái tên Galaxy này nghe như kiểu điện điện thoại uh... Uh, Galaxy ấy. đấy nhưng của mình là Z1 đấy All in line Galaxy Z1 đó và cộng với cả cái đồ uống nước uống là Lutein Ester đó cái nước uống này nó có tên là CC nó là bổ sung dinh dưỡng có nghĩa là nó sẽ bổ sung những cái dưỡng chất cho mắt đấy cả nhà có nghe kết hợp hai trong một ngoài việc massage thì chúng ta còn bổ sung thêm vào cho mắt nữa rồi em cảm ơn chị Ngân Nguyễn đã comment là line Galaxy Z1 ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Em cảm ơn chị Hồng Mến ạ. Rồi cả nhà hãy tương tác để tạo nên những cái kiệt tác. Rồi tiếp theo next slide. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu này. À, cái máy massage mắt thông minh Galaxy Z1 này á chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Chúng ta sử dụng tự động là trong vòng 15 phút. Cả nhà nhìn thấy con chuột của em này, em dư này 15 phút cả nhà nhìn thấy không ạ? Thấy thì comment là thấy, chất liệu sản phẩm là ABS cộng PC chất liệu sản phẩm này ngày mai thì em em sẽ tra xem là cái ABS này và PC nó là chất gì có nghĩa là nếu như em biết thì là uh, nó kiểu như là dạng nhựa cao cấp và có thể là không bị gãy nó kiểu vậy nó độ bền cao kích à, thước cái, cái cái kích thước của sản phẩm này là 220 mm có nghĩa là 22 cm nhân với cả 10 125 mm là 12,5 đấy ạ. Và nhân với 81 mm là 8,1 cm. Thế thì nó khá là nhỏ gọn, nó nó chỉ tầm này này thôi này. Và cái này sử dụng pin nhé cả nhà nhé Pin cái này là 1200 mA. Cả nhà có thể comment để nhớ 1200 mA. Bao bì sản phẩm thì gồm là hộp hộp đầy khóa này hướng dẫn sử dụng này cáp dữ liệu với như cáp để chúng ta sạc vào cái cái quả pin này trọng lượng của sản phẩm này là 300 trăm gram ba lạng đấy cả nhà cả nhà có thể comment là ba lạng để mọi người nhớ đi cả nhà có thể comment là ba lạng để mọi người nhớ để, để mọi người hiểu rằng là ví như cái máy p um, 90 của chúng ta là 4 cân đúng không ạ bốn cân hai bao gồm là cả bì thì mình cứ, cứ cho là 4 cân đi cái máy này thì có ba lạng thôi cả nhà em em dùng từ địa phương để cho mọi người dễ 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 nhớ hơn cả nhà nhé ok không cả nhà rồi tiếp theo này trong cái thiết bị Galaxy Z1 này nó bao gồm massage túi khí 3D đó rung động không liên tục trường nóng 42 độ à hay 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 cả nhà có mình gel này cái này mới là hay này đặc biệt này và mọi người biết rằng là em thắng là người đầu tiên chai sản phẩm di 1 tại việt nam này cả nhà nhá trường nóng 42 độ cả nhà con đi ạ trường nóng 42 độ và trường điện từ sung tần số thấp pmf có trong sản phẩm này cả nhà ơi pmf cộng với cả là trường nóng 42 độ quá tuyệt vời không thể tin nổi thật tuyệt vời wow có nghĩa là gì ạ khi chúng ta đeo cái này vào mắt đấy thì mọi người sẽ thấy là à cái này nó sẽ nóng lên những cái việc mà uh, có một cái người mà làm về đông y ấy hướng dẫn em thắng là uh, khi nào mỏi mắt thì em xoa như này để cho nóng tay lên sau đó nó úp vào đây này nhưng cái này là không cần phải làm như vậy mà là nóng 42 độ wow tuyệt vời quá 42 độ là nó cực kỳ tuyệt vời đấy nó là tiêu chuẩn của tiêu chuẩn và trong này nhá, có những cái công nghệ này, cả nhà có thể comment những công nghệ này để mọi người nhớ này. Công nghệ siêu thị giác. Wow. Cái tên nghe quá là hay luôn đấy cả nhà. Công nghệ siêu siêu thị giác. Công nghệ hoàn toàn phù hợp. Khả năng tiếp cận sử dụng hệ thống. Đấy. Công nghệ protein tái tổ hợp. À trong này có cái công nghệ protein tái tổng hợp. Khả năng cái công nghệ này nó là một cái công nghệ là kiểu kiểu như là nó sẽ tái tạo cái cái mắt của mình ấy, nó bổ sung protein và sau đó nó tái tạo lại mắt của mình. Và nó ở đây nó có 7 chế độ cả nhà comment là 7 chế độ. 7 chế độ mắt. Wow, 7 chế độ cả nhà. Cả nhà phải comment cả nhà mới nhớ được. Đây là một cái sản phẩm có thể nói là có khi là tới đây sẽ sinh ra rất nhiều best seller mới đấy ạ. Ưu điểm lõi của PMF này cả nhà này. Ưu điểm lõi của PMF là dẫn đầu công nghệ tiên tiến về bảo vệ mắt. Cả nhà biết PMF nó là một cái một một cái dạng gọi là chữa chữa lành cực kỳ tốt, nó không phải chỉ nguyên về những cái người mà bị bệnh đâu, mà những người bình thường cũng chữa lành rất tốt. Và cái Galaxy Z1 này được trang bị đặc biệt PMF nó ở tần số cực thấp nó không phải như PMF ở những cái sản phẩm P90 và P90 Plus đâu. Như em thắng biết là PMF ở P90 khác này. PMF P90 Plus cũng khác này. PMF ở cái sản phẩm mắt này cũng khác đấy cả nhà nhé. Chứ không phải là một đâu. Tại vì là trong PMF nó có nhiều cái giải sóng ấy. Chứ nó không phải một đâu. Cái thiết bị bảo vệ mắt PMF tần số thấp đầu tiên trên thế giới. Đây là thiết bị đầu tiên trên thế giới này. Giải quyết giải quyết toàn bộ tình trạng lão hóa tổn thương viêm tuần hoàn và các vấn đề về khác cho mắt đầu tiên đó là hỗ trợ sức khỏe tế bào mắt cả nhà common một hỗ trợ sức khỏe tế bào mắt hai thúc đẩy quá trình sửa chữa và tái tạo mô mắt cái điều này là cực kỳ tuyệt vời cả nhà ạ. Đây là một sản phẩm đầu tiên trên thế giới đấy cả nhà ơi. Cả nhà thấy tự hào không ạ? Thứ ba, cả nhà comment giảm viêm mắt. Có nghĩa là hôm nào mà gặp ông nào mà đau mắt đỏ hay là bị viêm mắt mà sưng mắt lên thì thôi, qua đây qua đây qua đây gặp chị Mến. Đúng không ạ? Qua đây gặp anh Thân, gặp chị Hoa, gặp gì ạ? Tất cả anh chị em ở trong buổi Zoom ngày hôm nay là hết viêm mắt ngay thúc đẩy tuần hoàn máu ở mắt. Trời ơi, sao cái sản phẩm này hay quá vậy? Cải thiện các vấn đề về lão hóa như là lão thị. Có nghĩa là những người nào mà lớn tuổi mà muốn cải thiện về mắt ấy, thì phải có sản phẩm này rồi. <laughs> Đấy, tuyệt vời các ạ? Tiếp theo cả bài comment này. Số 6 là cải thiện vấn đề thoái hóa điểm vàng. Cái thoái hóa điểm vàng thì ở đây là Em xin hỏi tất cả các cô chú anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay có ai trên 50 tuổi đang bị thoái hóa điểm vàng không? Nếu như chưa à, ai chưa biết về thoái hóa điểm vàng là có nghĩa là thoái hóa điểm vàng là mắt mình nó sẽ bị mờ và nó có những cái đục đục và nhìn nó không rõ đấy ạ. Nếu có thì comment là có này. Thứ bảy là cải thiện các chứng viêm khác nhau chẳng hạn như là sợi máu đỏ, có nghĩa là mắt mình nó sẽ có những cái tia nó có những cái tia ấy. bản thân như mắt của em thắng là đang có những cái tia như vậy rồi đúng rồi chị ngọc hoa có mừng là uh, cải thiện thoái hóa điểm vàng quá tuyệt vời đúng không ạ thúc đẩy tuần hoàn máu mắt ok quá tuyệt vời cả nhà sẽ nhớ rất là lâu rất là kỹ tại vì bây giờ là tài liệu là em chưa có transfer được là em sẽ transfer trực tiếp vì em thấy nó rất là tuyệt vời nên em phải hướng dẫn cho mọi người luôn và chúng ta phải là người khám phá trước và chúng ta dẫn đầu tiếp theo phần cuối cùng phần số 8 là cải thiện vi tuần hoàn chẳng hạn như là cuồng thâm mắt nếu mắt mà anh chị nào mà mắt bị thâm cuồng ấy cả nhà mai phải làm cái status đấy à, sau mùng 1 tháng 8 anh chị em nào là bạn của gì ạ của thắng ở trên gì ạ phở bò hay là ở trên zalo mà bị gì ạ cuồng thâm mắt thì hãy inbox trực tiếp cho thắng để thắng có thể là giúp anh chị không bị cầm Uh, cuồng thâm mắt nữa ok các một một cái content quá tuyệt vời đúng không ạ content quá tuyệt vời đến từ gì ạ richard <laughs> ok cả nhà cứ vui vẻ hoan hỉ lên nha là tiếp tục chúng ta tiếp nghiên cứu này nghiên cứu về khoa học về tác dụng của pmf đối với mắt này pmf thì nó quá nhiều tác dụng rồi cả nhà nó là một trong năm cái yếu tố của sự sống thì các cả nhà phải biết là cái gì nó cũng quan trọng này ở trên này nó có ghi là một tạp chí khoa học y tế của Iran này đó có nghĩa là trong cái tờ báo này nó ghi là các điện từ xung tần số cực thấp ảnh hưởng đến sự biểu hiện của mắt đó ảnh hưởng ngắn hạn của trường điện từ xung tần số thấp lên giác mạc đó tiếp theo là ở đây dịch trên này á, ở trên cái trang bên phải này như là trị liệu điện từ trường sung để điều trị rối loạn giác đó hoàn hảo cho bệnh và những tổn thương nền tảng đó có nghĩa là nó rất nhiều các bài báo viết về cái PMF tốt cho mắt rồi và trị liệu PMF là tầm nhìn và sự khác biệt đó cơ bản là đây là những cái bài báo nó nói về cái PMF này Ok Next slide. Ok. Ở trong cái trang slide này chúng ta đang nói về cái vấn đề là ba cái chức năng chính của cái máy massage này. Một, cả nhà có thể là common là massage. Hai là dung và trà sát. Cái này nó có dung đấy, và nó có trà sát có nghĩa là nó cũng như cái tay của mình ấy massage đấy tiếp theo là nó là nén nóng nén nóng nó kiểu như là làm nóng như mình hay gọi là làm nóng ấy em đang phơ tiếng trung nên là nó mình sẽ dịch dịch theo một cái gì đấy nó nó dễ nhớ cho mọi người massage túi khí 3 d 6 vùng à cái này nó có 6 vùng massage đấy. chắc là bên này ba bên này ba nó giảm căng cơ và co thắt quanh mắt giúp tăng giúp mắt thư giãn hoàn toàn và giảm mỏi mắt. Dung ấy cái hai ấy, là dung nó nhào với tần số thấp không liên tục cái này nó cứ ngắt quãng ngắt quãng ấy nó kích thích hoàn toàn vào mạch máu và tế bào xung quanh mắt thúc đẩy lưu thông máu và thư giãn dây thần kinh não và thúc đẩy giấc ngủ rất là tốt. Thực ra là cái nguyên nhân mất ngủ nó cũng liên quan đến Cái một phần là do là mắt mình căng thẳng là mình cũng không ngủ được đâu Cái phần thứ ba là nén nóng Cái nhiệt độ không đổi Có nghĩa là cái máy này nó hay cái là Nó nén nóng đến mức cái nhiệt độ của chúng ta Chỉ có duy trì ở 42 độ C thôi Rất là đều đặn Và thúc đẩy hiệu quả quá trình linh, Lưu thông máu mắt Tăng cường trao đổi chất của mắt Đẩy nhanh quá trình thải chất thải Và cải thiện thầm uh, Cải thiện cái cuồng thâm Và thúc đẩy uh, bài tiết nước mắt Wow, tuyệt vời quá tuyệt vời luôn cả nhà Càng đọc càng nghiên cứu mà thấy cái sản phẩm này hay quá Rồi, next slide Rồi, cái trang này nó đang viết là gì ạ? Đây là bốn cái công nghệ độc đáo Mọi người có thể comment bốn công nghệ độc đáo đi ạ Comment giúp em với ạ bốn công nghệ độc đáo Một Công nghệ siêu thị giác Công nghệ mắt ghép giống chuồn chuồn Đấy, cái công cái công nghệ mắt đấy khi mọi người nhìn mọi người biết cái con chuồn chuồn không cái con chuồn chuồn mà chúng ta nhìn thấy cái mắt của nó nó có những cái mà nó chấm 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 nhỏ nhỏ nó nhìn ra ngoài đấy nó cái công nghệ đấy nó sẽ làm cải thiện cái độ nhạy thị giác và giảm cái hỗ trợ sức khỏe mắt và cửa sổ trực quan cho phép bảo vệ mắt và làm việc khi chúng ta đeo cái này như có mắt của chúng ta gọi là mắt chuồn chuồn đấy Thứ hai là công nghệ di động hoàn toàn phù hợp. Dễ dàng mang theo và tận hưởng mọi lúc phù hợp ở các hình dạng khuôn mặt và đầu khác nhau. Có nghĩa là cái này của chúng ta bẻ cũng không gãy cả nhà nhé. Chúng ta có thể phù hợp với tất cả các khuôn mặt. Số 3. Hệ thống có thể truy cập, chuyển đổi song ngữ, hướng dẫn bằng giọng nói đầy đủ. À, cái này nó có thể là hỗ trợ, không biết hỗ trợ bằng tiếng Việt hay không. Nhưng chắc chắn hỗ trợ bằng tiếng Anh. Đúng không ạ? Và một ngôn ngữ thứ hai nữa thì chắc là tiếng Trung gì đó. Công nghệ thứ tư, cả nhà có thể comment. Công nghệ đan protein, tái tổ hợp, thoáng khí, kháng khuẩn và dễ dàng vệ sinh. Có nghĩa là cái sản phẩm này khi chúng ta đeo vào mắt ấy, nó có một cái công nghệ về kháng khuẩn và dễ dàng vệ sinh cho cái mắt của mình và công nghệ đan protein tái tổ hợp thoáng khí có nghĩa là khi chúng ta đeo cái này vào chúng ta không bị bị bí Mà nó rất là thoáng khí ở mắt của mình ok next slide cả nhà thấy tuyệt không ạ tuyệt thì mọi người comment tuyệt cho sản phẩm Galaxy Z1 của mình đi ạ đây là 7 chế độ bảo vệ mắt cả nhà thể ghi chép lại nếu như ai ai có giấy thì mọi người hãy ghi lại đi theo em thì mọi người nên ghi lại 7 chế độ bảo vệ mắt này Chế độ thứ nhất là Massage đầy đủ chức năng, có nghĩa là Full Option, ấy, như mình hay gọi là à, chế độ Full Option. Nó bao gồm PMF, Massage, Cộng Trường Nóng, Cộng Dung, có nghĩa là bốn chế độ. Chế độ này thì nó điều hòa hàng ngày và sử dụng hàng ngày để điều trị nhiều vấn đề về mắt khác nhau. Chế độ đầu tiên chế độ thứ hai chế độ massage và trường nóng thì cái chế độ này nó sẽ không có dung nó chỉ có pmf massage và trường nóng thôi Để xin phép uống, uống, uống nước đã cái chế độ này á là chế độ làm dịu nó cải thiện cái chứng đỏ mắt và khô mắt đấy là số 2 cả nhà có thể nhớ nhá Mai sau mọi người nên ghi ra để mọi người biết là bấm vào đấy vì nó mà bằng tiếng anh chẳng hạn thì mọi người phải nên nhớ là chúng ta phải nhớ cái chế độ chế độ số 3. chế độ rung ấn và trả à cái chế độ này thì nó có pmf này và massage và dung đấy, nó sẽ không có trường nóng chế độ này là thư giãn à, toàn diện các cơ quanh mắt theo từng lớp sâu đấy, sâu và mỏng chế độ thứ tư chế độ là nén nóng dung Đấy. chế độ này là có pmf này có nhiệt này có dung này chế độ này dành cho những người ngủ trưa chế độ thứ, thứ tư những cả nhà nhé. mọi người ngủ trưa ở quán cà phê ở nhà ai hoặc là nhà mình hoặc là đi ở cơ quan ấy sử dụng trong giờ nghỉ trưa trong 15 phút thì để giảm mỏi mắt là chế độ số 4 chế độ số 5 là chế độ massage là bao gồm PMF cộng massage chế độ này là thư giãn à, thư giãn các cơ đang căng thẳng quanh mắt đó đấy là chức năng massage là thứ năm chức năng thứ sáu là chế độ dung và PMF tất cả chế độ này đều có PMF cái chế độ dung này chế độ thứ sáu ấy là chế độ ngủ sử dụng trước khi đi ngủ để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ À Chị Soan ơi Ở trong này không biết có chị Soan không này Chế độ thứ 6 này Chế độ dành cho những người mà trước khi đi ngủ Có tên là số 6 nhá Nhớ nhớ nhá Chế độ ngủ này Sử dụng trước khi đi ngủ để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Rồi Quá tuyệt vời Chúc mừng cho những cái người mà đang bị mất ngủ nhá Tuyệt vời Còn mình mình là tuyệt vời đi ạ Rồi tiếp theo Chế độ thứ bảy là chế độ cuối cùng chế độ nén nóng là bao gồm PMF cộng nén nóng. Chế độ số 7 này là chế độ đổi mới, thúc đẩy tuần hoàn máu và tái tạo tế bào quanh mắt. Đó, có nghĩa là những cái người mà muốn làm nóng mắt mình lên ấy, thì dùng chế độ số 7 này để nó kích thích thúc đẩy tuần hoàn, tái tạo lại cái tế bào mắt. Nhưng trong 7 chế độ này thì mọi người thích chế độ nào nhất mọi người comment đi ạ. Như em thắng thì thích chế độ đầu tiên là chế độ full chức năng chế độ thứ hai em thích đó là chế độ ngủ trưa là số 4 và chế độ thứ sáu là chế độ dung là trước khi đi ngủ em chỉ nhớ là một bốn và sáu cả nhà nhớ như thế thôi tạm thời nhớ ba cái không không lại nhầm để bảo ui ta đang đi ngủ ngủ trưa mày bật cho tao chế độ đi ngủ buổi tối là chết rồi đấy cả nhà nhá đấy nên chúng ta phải nhớ ok không cái nhà tích tích chế độ nhấn nhất nhất chế độ nào nào rồi tí nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người phương pháp để mọi người nhận được cái máy này next slide Sa Galaxy Z1 Các lợi thế của Galaxy Z1 này Một là lợi thế cốt lõi có nghĩa là sản phẩm của chúng ta là sản phẩm một ngách thị trường mới và gần như không có đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo là có 3 cái tính năng chức năng chính. Đó cả nhà cùng nhớ. Và chúng ta có 4 cái công nghệ độc đáo và 7 chế độ bảo vệ mắt, cả nhà có thể comment là 1 3 4 7. Với Samsung Galaxy One chúng ta có thể comment là 1 3 4 7 chúng ta sẽ nhớ. 1 là gì? 1 là lợi thế cốt lõi. 3 là tính năng 3 tính năng chức năng chính. 4 là bốn công nghệ độc đáo bảy là bảy chế độ bảo vệ mắt cả nhà có thể comment như thế mọi người sẽ nhớ có nghĩa là nhắc đến sản phẩm Galaxy Z1 chúng ta sẽ nhắc đến là 1347 đó thì nó dễ nhớ một là gì ba là gì bốn là gì thì nó sẽ dễ nhớ hơn ok next slide rồi các tình huống áp dụng có nghĩa là uh, đại loại là ai phải sử dụng sản phẩm này Đấy. À, ai phải sử dụng sản phẩm này ở bên trái đầu tiên này cái cái chị mà cầm vào cái mũi ấy, là giảm mỏi mắt đấy là những người cần thứ hai là giảm khô mắt là cái chị mà đang cầm tay che vào mắt này là giảm khô mắt cái chị thứ ba này là cải thiện cận thị viễn thị loạn thị lão thị đấy, số 3 này rồi cái anh chàng ở bên phải này mắt đỏ đỏ lên này là cải thiện vết đỏ cái này là em thắng bị nhiều này ngày xưa mắt em thắng tròn xoe mà như kiểu mắt bồ câu ấy mà bây giờ là mắt bồ câu trâu và con đậu thì con bay <laughs> vì là dùng điện thoại nhiều quá nhìn nhiều quá rồi cái cái anh mà chỉ vào mắt đây à chị chị cải thiện cuồng thâm và bọng mắt đấy cái này là 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 nhiều người bị lắm này đấy ai mà bị như này thì bắt buộc phải có cái sản phẩm G1 này rồi. Sáu là hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mắt, có nghĩa là bảo vệ mắt nói chung. Đấy cái số 6 này. Đó. Ok, next slide. Cả nhà thì tuyệt vời còn Mình comment mình tuyệt vời đi ạ để ủn mông cho gì ạ? Richard đi ạ. Galaxy G1 đáp ứng cho mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. À. Có nghĩa là uh, Samsung Galaxy Z1 sẽ giảm mỏi mắt sâu sắc. Có là giảm giảm mỏi mắt khi chúng ta làm thêm giờ vậy như chúng ta làm việc nhiều ấy. Đó, số 2 này nó là sử dụng trong giờ nghỉ trưa để thư giãn quanh mắt và ngủ trưa thư giãn. Đó. Cả nhà có có thấy là em có thấy một số cái sản phẩm mà ngày xưa mà đi làm buổi trưa là có nhiều người hay mang theo là cái cái kiểu như là cái 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 buộc bọc vào mắt này này, hình như trong đấy nó có cái hạt cườm hay là cái um, kiểu như là ngải cứu gì đấy. Nó kiểu phương pháp thủ công. Cả nhà có thấy cái đấy không ạ? Thấy mọi người mình thấy. Đấy. Khi chúng ta có cái sản phẩm uh, Galaxy Z1 này chúng ta mang cái này đi chúng ta nghỉ trưa. Thế cả bạn của chúng ta ở ở phòng của chúng ta, ở, ở cái office chúng ta có 100 người bảo ốp cái này là cái gì đấy? ờ, cái này là cái mà sử dụng để ngủ trưa cho nó đỡ mỏi mắt hay thế nhỉ mày mua tao cái ok đúng không ạ kiểu vậy thứ ba là sử dụng khi đi du lịch ví dụ chúng ta đi máy bay đúng không ạ chúng ta đi khi đi máy bay chúng ta giảm mỏi mắt của mình và thể chất và tinh thần của mình thì chúng ta có thể đeo cái này vào chúng ta có thể là thư giãn đúng không ạ rồi cái bên dưới này cái bạn mà đang ngồi học tập này dùng sau khi học để thư giãn mắt Vĩ nhà mà có ai mà có các bạn nhỏ ấy Đúng không ạ? Hoặc là những người mà đang học sinh viên Học sinh sinh viên ấy Mỏi mắt Có thể là đeo cái này vào Rồi cái số 5 Cái 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 bạn chân dài dài này bạn ấy này Là giảm mệt mỏi và sửa chữa Đấy, Sửa chữa mắt Thứ sáu là Sử dụng Trước khi đi ngủ Để thư giãn cơ thể và tinh thần Để dễ chìm vào giấc ngủ Wow tuyệt vời quá em phải sở hữu cái sản phẩm này ngay thôi chắc phải sở hữu lấy bốn cái trước đã tuyệt vời quá rồi tiếp theo đây là cùng Galaxy Z1 đưa bạn đi ngắm sao à sản phẩm này á là dành cho người cao tuổi này dành cho trẻ em này dành cho bản thân mình có nghĩa là cái sản phẩm này dành cho tất cả mọi người, dành cho people, dành cho tất cả mọi người, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? OK, ông cả nhà thì tuyệt vời, mọi người hãy comment mình là OK tuyệt vời đi cả nhà. Sản phẩm này các em bé bị bị cận thị nhé, cả nhà nhìn những ai mà bị cận thị thì cho dùng sản phẩm này rất là tuyệt vời. Quá OK, OK, next slide. Rồi chúng ta tiếp tục nghiên cứu đây là khoảnh khắc có nghĩa là gì ạ cái này nó đại loại nó là cái mà để chúng ta hiểu là danh mục về sản phẩm này thì trong này nó có bao gồm là cái massage cơ học hoặc là áp suất không khí phạm vi bề mặt là bề mặt da đấy và tạm thời nó sẽ làm thư giãn cơ bắp tại chỗ tác dụng là nhẹ nhàng thư giãn và nhằm mục đích là chống mỏi mắt ở bên dưới là máy mát xa hồng ngoại xa thâm nhập sâu 1 mm ngoài da sự nóng lên cục bộ tăng tốc độ lưu thông tác dụng của nó là nhẹ nhàng thư giãn nhằm mục tiêu là giúp cho những người bị mỏi mắt và khô mắt. Có nghĩa là chúng ta đang so sánh ở đây với ba những cái sản phẩm ở trên thị trường. cả nhà phải hiểu đây là đầu tiên là sản phẩm đầu tiên là Massage xa mắt bằng cơ học có nghĩa là um, có nhiều cái máy 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 mát xa thông thường. Thứ hai là máy massage xa bằng hồng ngoại xa. Máy thứ ba là máy massage xa Galaxy Z1 của chúng ta. Là máy massage xa mắt thông minh. Em Thắng có đặt tên là cái máy này gọi là mắt đại bàng đấy là máy mát xa thông minh, nó nó thấm sâu vào da hơn này. PEMF có tần số thấp có thể tác động lên tận đáy mắt và tế bào mắt, làm dịu thư giãn và kích hoạt các sửa chữa tế bào mắt và chống mỏi mắt khô mắt à, cận thị lão và thị lực tổng thể. Có nghĩa là chúng ta so với những sản phẩm thông thường ấy, thì những sản phẩm thông thường nó chỉ là làm giảm mỏi mắt này, giảm khô mắt thôi. Nhưng của mình nó làm tăng tổng thể sức khỏe của mắt cận thị lão thị abc tất cả cái gì liên quan đến mắt là sản phẩm của chúng ta có có nên chúng ta đang so sánh với những sản phẩm khác đấy cả nhà rồi ok next slide hướng dẫn sử dụng và biện pháp phòng ngừa à đây là hướng dẫn sử dụng cho mọi người dùng đấy phương pháp vận hành về sản phẩm này đầu tiên chúng ta nhấn và giữ vào trong cái 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 nút ở trên bên phải sau đó là có các chế độ chức năng thì nó sẽ nói ra bằng lời là bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh cả nhà có mình bằng tiếng Trung và bằng tiếng Anh tốt nhất là chúng ta sẽ nhớ một số cái câu lệnh của tiếng Anh để chúng ta nhớ ở đây nó nó sẽ là mặc định là tiếng Trung Quốc thì chúng ta sẽ chỉnh thành tiếng Anh nhé cả nhà nhé. Khi ở trạng thái bật đấy thì chúng ta nhấn và giữ ở trái tim để tắt máy. Thì nó sẽ nói lên là cảm ơn bạn đã sử dụng. Đấy, khi chúng ta nhấn lên thì nó nó sẽ nói là xin chào. Đấy. Và những chức năng của nó khi mà bấm thì nó đều nói các chức năng của cái máy này ra bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Ví dụ như là chế độ nhào nén nóng này, chế độ nhào rung này, chế độ phương pháp nén này, chế độ uh, nói chung là này, có 7 chế độ đấy nó sẽ đọc cả 7 chế độ ấy ra cho mọi người. Thì mọi người sẽ nhớ đến cái chế độ là 146 đúng không ạ? Đấy là khuyến nghị của em còn mọi người tùy. Thứ tư là nhấn phím để chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Anh. À chúng ta sẽ có nói bằng ngôn ngữ để để chỉnh được nhưng mà chắc là chúng ta sẽ không sử dụng được cái này đâu Vì tiếng Anh chúng ta nói còn bị sai như này Chắc là chúng ta không dùng được đâu Tiếng Trung thì chúng ta càng không biết đúng không ạ <laughs> Không sao cả Chúng ta bỏ qua cái bước này Tiếp theo là Sạc sản phẩm này Khi chúng ta cắm sạc vào Thì đèn xanh bật nguồn Với khi chúng ta cắm sạc vào Nó sẽ có một cái đèn báo là đã sạc Để tránh cái việc là chúng ta cắm sạc vào Mà chúng ta bảo ui cắm cả đêm mà nó lại không lên thì chúng ta phải xem cái đèn xanh đấy nó có bật lên chưa và nó có báo cả pin yếu cho mọi người đèn báo pin yếu khả năng nó nó sẽ là một cái màu gì đó thường thường pin yếu thì nó sẽ báo là màu đỏ màu vàng và nó còn có thông báo nói bằng tiếng trung và bằng tiếng anh pin yếu rồi vui lòng bật nguồn kịp thời pin yếu vui lòng sạc kịp thời đấy có nghĩa là khi chúng ta sạc bạn ơi, bạn sạc đầy rồi bạn rút, bạn rút cái sạc này ra đi, đấy kiểu như vậy để tránh chai pin. và sau cái đó là chúng ta dùng. À, bạn ơi, à, pin yếu rồi bạn sạc vào đi, đấy, rất là thông minh đúng không ạ? trời ơi, sao cái này nó thông minh thế? nó thông minh thật đấy. rồi có một số lưu ý là nó không thể được sử dụng khi bật nguồn. à em dịch đại loại nó là khi chúng ta sạc à khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ không được sạc có nghĩa là chúng ta bật nguồn cái máy này lên thì chúng ta đừng có sạc vì sao ạ bật nguồn có nghĩa là chúng ta đang sử dụng đúng không ạ thì bật nguồn chúng ta sẽ không được sạc có nghĩa là chúng ta sạc thì chúng ta phải tắt nguồn đi và chúng ta không dùng cả nhà nhá đừng có thấy là ui hết hết pin rồi chị hoa chị có một cái máy này. ê, em ơi từ từ để chị sạc không cho em dùng tiếp đừng cho người ta dùng khi sạc được không ạ được mọi người có một lần là được nghĩa không được quên cái ôi chị chị quên chị 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 lại vừa sạc cho mọi người dùng thôi <laughs> rất là nguy hiểm đúng không ạ và nó đang là hướng dẫn sử dụng rồi thì chúng ta phải nhớ và chúng ta ghi chép thật kỹ vì đây là những cái sản phẩm mà chúng ta giúp cho rất nhiều người có vấn đề về mắt nên chúng ta phải trở thành những chuyên gia chúng ta phải hiểu về nó cả nhà nhá chúng ta đừng 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 có chủ quan với những cái thông thông báo và những khuyến nghị như này đúng không ạ xong lại lại bảo là ôi rồi ôi chết chị lại quên chị chưa đọc hướng dẫn sử dụng chị quên mất để để chị hỏi cái thì thôi thôi đừng có nói như vậy ok tiếp theo cả nhà có thể comment hai cái động từ cho em là cc đường đi ạ cc đường cả nhà comment đi ạ cc là cái gì ạ là bảo vệ đôi mắt bạn cũng cần phải nuôi dưỡng chúng từ bên trong Ôi câu này hay quá cả nhà ơi Cả nhà, cả nhà comment cho em cái câu này Nước uống CC Drink Bảo vệ đôi mắt Bạn cũng cần nuôi dưỡng chúng từ bên trong Có nghĩa là mắt của chúng ta Nếu như bảo vệ từ bên ngoài Thì chúng ta phải bảo vệ cả bên trong nữa Có một câu nói rất hay là à, Vẻ đẹp bên ngoài Nó xuất phát từ Từ bên trong Đúng hay là rất đúng cả nhà ok project your life. quá tuyệt vời tiếp theo sản phẩm này giúp cho chúng ta mắt chúng ta sáng lên rất nhiều next slide cc the ring là gì ạ khi chúng ta uống vào có tác dụng gì ạ lọc cái ánh sáng xanh trong này nó có một cái cái chất gọi là cái tên là lutein ester tăng cái độ dày và mật độ của vùng điểm vàng, lọc ánh sáng xanh, sóng ngắn năng lượng cao và làm giảm tình trạng thoái hóa điểm vàng. Có nghĩa là cái sản phẩm này khi chúng ta uống vào gần như là những cái tình trạng về mắt đấy nó sẽ được gọi là cải thiện nhờ cái cicudring này từ bên trong. Đó. Và ở trong này có một cái chất có tên là zeaxanthin là thành phần quan trọng của vùng điểm vàng và có tác dụng hiệp đồng với lutein để tăng cường bảo vệ vùng điểm vàng có nghĩa là cái thành phần này đại loại nó là một thành phần quan trọng ở trong cái vùng điểm vàng đấy và nó tác dụng với cả một cái thành phần ở trong này có tên là lutein đấy hai cái thành phần này kết hợp với nhau thì nó sẽ tăng cường bảo vệ cái vùng mà bị điểm vàng đấy nó sẽ không bị ra ngoài nữa nó sẽ bảo vệ cái vùng đấy lại và tiếp theo là nó cộng với cái việc đó là <laughs> loại bỏ các gốc tự do Đấy, bên phải này cả nhà có thể nhìn thấy con chuột này trong này thì nó sẽ có một cái chất có tên là cái này thì mai em có thể là nhắn lên trên nhóm cho mọi người thôi em đọc nhá nó là hematococcus bluva is nó là dầu acetaxin chống oxy hóa mạnh chống lão hóa 4,5mg có nghĩa là đây là một thành phần chống lão hóa cực kỳ tốt giàu cái chất gì đó trong mắt của mình ấy thứ ba à thứ hai nó là chiết xuất nghệ cả nhà biết rằng nghệ nó là một cái tinh chất vô cùng tốt và giàu cu giàu nghệ này á thì nó sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu và ở mắt và chống lão hóa em có nhớ rằng là ví dụ như là những cái người mà vừa mới đẻ xong ấy thường là kể cả canh rau ngót này rồi thịt băm này cũng cho nghệ vào thì có nghĩa là từ xa xưa các cụ nhà mình ấy, đã biết làm lành máu này rồi cái 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 nghệ ấy, là các cụ biết là nó rất giúp thúc đẩy cái tuần hoàn máu và chống oxy hóa rất tốt nên là những cái người mà vừa mới uh, mổ đẻ hoặc là chửa xong ấy, đẻ ra thì là thường là dùng nghệ này đúng hay rất đúng là các các chị ở trong zoom ngày hôm nay thứ ba là chiết xuất men nó giàu glutathione. À glutathione này thì em biết. Và nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Cái glutathione như em biết nó là chất chống oxy hóa rất là mạnh và tăng cường trao đổi chất. Cái glutathione này nó không phải là nguyên là ở ở mắt đâu mà nó lại còn có là ở da, nếu mà glutathione mà có những cái chất mà nó làm da của mình nó chống lão hóa cực kỳ tốt nữa. Ok tuyệt vời. Next slide. Ok. Đây là hợp chất lutein và zeaxanthin phối hợp cùng với nhau để bảo vệ chống lại ánh sáng xanh. Có nghĩa là đây là hai cái chất để chống lại ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh em thắng nhắc lại một lần nữa có thể mần này là ánh sáng của điện tử. Có nghĩa là điện tử ấy. Tỷ lệ thành phần của lutein là 5 và tỷ lệ của lecithin là một có nghĩa là 5 5 uh, lutein và 1 lecithin. Đó. Lượng lutein bổ sung hàng ngày được khuyến nghị là 6 đến 10 g, còn lecithin là 1,2 đến 2 mg. Thì lutein này nó sẽ giúp cho mình là gì ạ? tăng cái độ dày và mật độ vùng điểm vàng, lọc ánh sáng xanh. Còn zeaxanthin em vừa nói rồi, nó phối hợp cùng với để nó bảo vệ vùng điểm vàng này và tất cả đều là tự nhiên hết lutein và lecithin là chất dưỡng chất để bảo vệ mắt có tác dụng hiệp đồng và không thể thiếu giúp ngăn ngừa và cải thiện tác tác hại của ánh sáng xanh đối với mắt có nghĩa là cái này nó bảo, bảo vệ rất là tốt đấy cái này hình như là bông hoa cúc à để mai phải nghiên cứu kỹ về cái cái bông hoa này ok tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu à đây là công nghệ vi nang độc đáo à cả nhà có thể comment cái công nghệ này để chúng ta có thể là phân tích và chúng ta có thể hiểu hơn này cái công nghệ này á, nó bảo vệ sự ổn định của các thành phần cốt lõi ví dụ như là chúng ta thấy ra các hạt có kích thước là micromet được hấp thu nhanh chóng ở ruột non đây là dưới cái đường kính là 200 micromet Có nghĩa cái công nghệ vi nang này Khi mà đi vào trong Trong đường ruột Nó không bị phân hủy ấy Và nó không bị phá hủy bởi dạ dày À Có nghĩa là em 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 dịch cái này ra cho mọi người dễ hiểu này cái này là là tài liệu này em 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 sẽ mai em, em sẽ transfer bằng bằng da bằng tiếng việt nhưng mà em sẽ uh, nói nông na để cho mọi người hiểu nó là một cái công nghệ ấy có một cái loại sữa mà vừa trước là em biết đấy nó là cái công nghệ khi mà mình đi vào á là cái axit trong dạ dày của mình ấy nó sẽ tiêu diệt các chất này đi thì đây là cái công nghệ là nó cũng như vậy nó sẽ bảo vệ cái cái dưỡng chất của mình qua một cái vi nang và cái bột vi nang này nó, nó có tên là lutein ester này thì cái bột này nó sẽ đi xuyên qua vào trong trong dạ dày của mình và nó hấp thụ vào trong cái tế bào của mình được đấy đó cả nhà hình dung là như thế cho nó dễ để nó hấp thụ vào mắt của chúng ta tốt hơn. Rồi ở đây xem là nó nói cái gì đây. Công nghệ tích hợp chiết rót vô trùng BFS độc quyền và tiên phong. Đây là một cái công nghệ mà công nghệ mới là cái công nghệ vô trùng có nghĩa là cái sản phẩm này của chúng ta vô trùng hoàn toàn luôn. Cái công nghệ BFS này mọi người thấy comment này là giải pháp đóng gói vô trùng hiệu quả bao gồm 3 gước đó chính là thổi làm dày và hàn kín có nghĩa là ở trong này chúng ta sẽ có ba cái bước thổi lên làm dày cái, cái 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 cái, bình nhựa này lên và sau đó là hàn kín lại khi cho nước vào là hàn kín lại có nghĩa là một lần duy nhất còn từ từ như cái công nghệ của mình mọi người biết ra là chúng ta phải có hộp riêng này ờ, đặt hộp riêng bên ngoài sau đó bắt đầu mới là uh, cho vào đấy để đóng vào ấy đấy thì quá trình này hoàn toàn là tự động nó giúp giảm đáng kể cái nguy cơ tiếp xúc của con người và ô nhiễm môi trường bên ngoài, đảm bảo sản phẩm được vô trùng tuyệt đối từ khâu sản xuất đến khâu đóng gói. Cái sản phẩm này có thể nói là à trong sản phẩm này nhá, không có chất bảo quản, sử dụng an toàn, cái vỏ bên ngoài là thân thiện với môi trường và rất là dễ dùng. Đó. À, cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Rồi đây là cái gì đây ạ? Ok hai nguyên liệu thô được cấp bằng sáng chế chất lượng cao cộng 1 bằng sáng chế công nghệ chính. Có nghĩa là đây là có hai cái công nghệ à hai cái nguyên liệu thô được cấp bằng sáng chế và một bằng sáng chế là công nghệ chính. Cái bằng đầu tiên bên tay trái này là bằng sáng chế phát minh. Bằng thứ hai cũng là bằng sáng chế phát minh. Bằng thứ ba cũng là bằng sáng chế phát minh. Thì là hai cái bằng đầu tiên là nguyên liệu thô được cấp bằng sáng chế của một bằng là công nghệ công nghệ chính ở trong cái sản phẩm này rồi tiếp theo xác minh cái hiệu quả của cái nước này nước uống lutein ester này có tác dụng bảo vệ mắt đáng kể cả nhà nhìn thấy cái hình ảnh bên tay trái này so với nhóm mô đối chứng mô hình là chú của chúng ta là khi chúng ta đối chứng vào đây á thì cái sản phẩm của mình ấy là được là gì ạ? Với tế bào apototix là ở mắt cá ngựa vằn giảm được 50,57. Còn bên nhóm mà đối chứng sống có nghĩa là người ta không dùng ấy thì là 15,9. Có nghĩa mình cao hơn rất nhiều. Rồi bên phải này mọi người nhìn này đấy là cái mắt là nhóm kiểm soát chống đấy và nhóm kiểm soát mô hình đấy, ở bên phải này nhóm thí nghiệm mô hình cc The Ring là cái con cuối cùng này đấy đây là thí nghiệm trên con gì đây nhỉ để xem nào mắt cá ngựa mắt cá ngựa đấy, có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn thấy là cái mắt của cái con cá ngựa của mình ấy nó được bảo vệ rất là tốt và giấy chứng nhận là được chứng nhận là đảm bảo hiệu quả đấy rồi tiếp theo next slide này mỗi ngày chúng ta uống một ống chăm sóc cho đôi mắt của mình sáng lên cái này chúng ta uống một ống thôi nha cả nhà nhá nhân viên văn phòng chúng ta cũng có thể uống uống để làm giảm mệt mỏi thị giác này học sinh uống để cải thiện cận thị này thức khuya thực tùng này thì chúng ta uống để khắc phục cái tổn thương thị giác này những người lớn tuổi trì hoãn lão hóa mắt có nghĩa là những người lớn tuổi á. mỗi ngày uống một lần thì cũng là gì ạ rất là tuyệt vời next slide sản phẩm cc The Ring quy cách sản phẩm là 20 ml trên một chai và 30 chai trên một hộp một cái hộp này là có 30 chai nhé cả nhà nhá Và một chai là 20ml Cả nhà có thể comment để nhớ này 20ml trên một chai Và trong một hộp này có 30 chai Mẫu Sản phẩm này là Là gì ạ Được phù hợp dùng cho người trên 3 tuổi Sản phẩm này khá là an toàn này Dùng trên 3 tuổi này Cách dùng này Mở nắp và uống ngay nên uống mỗi ngày một lần, mỗi lần một chai. Thận trọng, cả nhà nhớ này, không tích hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tiêu thụ. Có nghĩa là dưới 3 tuổi đấy ạ. Giới hạn tiêu thụ của sản phẩm này 20ml trên một ngày. Thời hạn sử dụng sản phẩm này là 18 tháng. Mỗi ống chứa lutein ester là 8mg thành phần chính. Đấy, cả nhà có thể nhớ. 30 cái chai này là à một cái tháng một tháng chúng ta dùng cái cc drink để một 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 hộp này là ok đúng không ạ rồi next slide tiếp này kết hợp chăm sóc mắt Galaxy Z1 cộng với nước uống CC The Ring thì tác dụng của nó sửa chữa thiệt hại, bổ sung dưỡng chất. Tác dụng là gì ạ? Dùng Z1 là 1 và dùng CC The Ring là 1, có nghĩa là 1 cộng 1 là lớn hơn 2 có là giải pháp triệt để để chống các vấn đề về mắt và đây là một sản phẩm là gì ạ à? vô cùng hoàn hảo cả nhà cả nhà có thể comment là một cộng một lớn hơn hai ok em cả nhà ok này đỏ hẳn thế tiếp theo ạ kết hợp trong sắp mắt Galaxy Z1 với cả cái CD CC The Ring này á chúng ta có thể là gì ạ ờ, có một cái công thức ở đây là công ty khuyến nghị cho mọi người có thể một cái công thức mọi người để comment là 1 cộng 1 cộng N có nghĩa là gì ạ 1 CC The Ring là uống mỗi ngày này Galaxy Z1 là ít nhất một lần một ngày đấy và sử dụng các chế độ của Galaxy Z1 là trong nhiều cảnh mỗi ngày đó là 1 cộng 1 cộng N. Cả nhà có nhớ là Galaxy Z1 là có bao nhiêu chế độ không? Cả nhà có thể comment ạ. Có người thì là cuồng thâm mắt này, có người thì là chống mỏi mắt, có người thì muốn ngủ sâu giấc đúng không ạ? Có người thì là gì ạ? Dùng để uh, uh, cải thiện cái việc đó là chúng ta thị lực. Ok không cả nhà? 1 cộng 1 cộng N. Nó có một số công thức để mọi người nhớ. kết hợp chăm sóc mắt CC 1 cộng mấy nước uống CC Drinking. Đưa bạn đi ngắm sao. <laughs> cái câu này dịch hay đấy cả nhà ơi. Cả nhà hãy comment là đưa bạn đi ngắm sao. Khi nào mà gì ạ? Chúng ta mỗi anh chị em có một sản phẩm G1 cộng mấy cả CC Drinking, tất cả anh chị em đeo vào và chúng ta sẽ làm khô một cái khẩu hiệu là đưa bạn đi ngắm sao. Wow, trời ơi, nhắc đến thôi mà đã gì ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? chúng ta đứng ở một không gian thật, thật rộng hàng địa hàng trăm người chúng ta cùng nhau đeo cái kính mắt này lại và gì ạ hô vang khẩu hiệu là gì ạ đưa bạn đi ngắm sao wow tuyệt vời quá đưa bạn đi ngắm sao ok chắc mấy cái slide này chắc là cái gì đây nó là một số cái mà đánh giá này uh, một số tài liệu tham khảo cơ bản là như vậy cả nhà có thể chụp lại và một người tham khảo nó có từ 1 đến 7 thì mọi người có thể là tham khảo những cái về uh, sản phẩm cũng như là một số cái về cái này ok 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 vừa xong rồi cả nhà thấy tuyệt vời không ạ tuyệt vời mọi người comment là tuyệt vời đấy ạ cả nhà vừa thấy một sản phẩm rất là tuyệt vời đúng không ạ sản phẩm này có thể nói là một sẽ cú hích trong thị trường đại dương xanh cho tất cả anh chị em chúng ta có thể là tiếp cận được khách hàng tiếp cận được những tệp data khách hàng mới hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Hiện tại, như em Thắng biết là mọi người đang tiếp cận vào tệp khách hàng là gì ạ? Trên 40 tuổi trở lên, thậm chí là 50 tuổi. Và mọi người biết rằng là cái tỷ lệ vào trong Zoom này, chúng ta hệ thống chúng ta đã vài trăm người, hai ba trăm người rồi. Nhưng mà vào trong Zoom rất ít, nhưng tới đây thì mọi người sẽ biết rằng rất nhiều những người trẻ sẽ tập trung vào sản phẩm Z1 này. Bản thân em Thắng sẽ là người tiên phong về sản phẩm Z1 này. Đó. Đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta tập trung rồi, chúng ta sẽ có một số phương pháp và ngày hôm nay em Thắng cũng sẽ chia sẻ thêm cho mọi người để mọi người hiểu hơn. Nhưng trước khi chúng ta chia sẻ thì em Thắng sẽ hướng dẫn cho mọi người để sử dụng cái sản phẩm G1 này. Một số anh chị em ở đây, em Thắng biết là mọi người đang có rất nhiều sản phẩm P90 đúng không ạ? Cả nhà có muốn ai muốn đổi P90 sang cái sản phẩm G1 này không ạ? em thắng sẽ có một cái công thức ví như là một số anh chị em mà đang có bốn năm cái sản phẩm ấy thì cả nhà có thể là nhắn tin cho em thắng em thắng sẽ chia sẻ cho mọi người một cái phương pháp để mọi người ví như có ba máy thì chúng ta dùng hai máy là p 90 mươi một máy chúng ta có thể đổi sang G1 được và cái này thì là à, đổi sang g ăn được hai máy G1 nhé cả nhà nhé đổi sang hai máy G1 để làm sao chúng ta tối ưu thật nhiều người dùng sản phẩm này và mọi người nên nhớ trong thời gian 1.000 máy đầu tiên chúng ta sẽ phải đăng ký làm sao trong vào 1.000 máy đầu tiên này để làm gì ạ chúng ta sẽ được bảo hành chọn đời sản phẩm này trong 1.000 sản phẩm vì em thắng luôn đặt luôn bốn cái anh chị em đây nếu mà ai đặt thì mọi người mai đặt luôn đi để chuẩn bị tiền trước đi đừng đến đứng lúc đấy mà mua điểm 242 mua trước đi xong đó cộng cước về thôi đó anh chị em nào mua thì mọi người hay mai liên hệ trực tiếp với những người mà là đối tác uh, tuyến trên của mình nhé. Rồi để thực hiện những cái điều này thì em thắng có một số khuyến nghị cho anh chị ở đây để chúng ta thực hiện được những cái mục tiêu dài hạn. Cả nhà nên nhớ là đây là mục tiêu dài hạn đó chính là tầm quan trọng của lập kế hoạch hàng ngày. Hiện tại chỉ có một số anh chị em leader đã có kinh nghiệm mới biết tầm quan trọng của lập kế hoạch hàng ngày. Ví dụ như hiện tại em thắng đang tập trung vào cái sản phẩm Uh, G1 và sản phẩm CC The Ring này thì cái tầm quan trọng của em Thắng sẽ phải đưa ra cho mọi người đó chính là lập kế hoạch hàng ngày. Cả nhà có thể là comment để chúng ta có thể nhớ này. Đầu tiên tầm quan trọng để chúng ta phải hiểu rằng là gì ạ? Chúng ta tạo ra một cái ý tưởng để định hướng. Ví như là em Thắng đang tạo ra một cái ý tưởng định hướng cho mọi người về một sản phẩm có tên là Galaxy Z1 cộng với CC The Ring và giúp chúng ta tập trung cái năng lượng và chú ý vào những cái vấn đề chúng ta cần đạt được này chứ không phải là vừa qua chúng ta đang tập trung vào P90 nhưng chúng ta đang có rất nhiều sản phẩm khác chúng ta chưa đẩy được đó là cái mà hiện giờ chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải lập lên kế hoạch đó là đẩy tất cả các sản phẩm của All -in line nói chung để làm gì ạ tránh cái lãng phí thời gian công sức tiền bạc năng lượng cho những cái mục tiêu sai lầm những cái gì mà chúng ta trước chúng ta chưa làm được Chúng ta hãy chỉnh lại mục tiêu của mình và chúng ta hãy thiết lập cái tầm quan trọng của cái lập kế hoạch này lên. Nếu như anh chị em nào có cái kế hoạch thì mọi người inbox riêng cho Thắng. Thì mọi người có được cái kế hoạch này thì Thắng mới đưa ra những khuyến khuyến nghị. Khi chúng ta lãng phí và mất thời gian vào những cái việc mà chúng ta đang không hiệu quả hoặc là những cái người mà năng lượng thấp ấy và có tư duy mà kéo mình xuống ấy thì chúng ta sẽ bị gì ạ? À, chúng ta sẽ bị gặp cái vấn đề. Nên ở đây tầm quan trọng của lập kế hoạch để giúp chúng ta làm gì ạ? Tập trung vào cái công việc, tập trung vào chính mình. Và chắc chắn rằng là chúng ta chỉ cần làm theo đúng như vậy thôi. Làm theo đúng cái công thức em thắng vừa nói thôi. Chắc chắn trong 3 đến tháng, 3 tháng tới, 6 tháng tới nó sẽ thay đổi và nó tránh cái lãng phí thời gian của mọi người. Đúng không ạ? Chúng ta biết người nào chúng ta nên gặp. Ai là đối tác của mình? và những cái việc không cần thiết mất thời gian chúng ta loại qua ok cách để chúng ta chúng ta xác định được mục tiêu này để cho mọi người làm việc nó dễ hơn này ví như là mọi người phải xác định mục tiêu là như này ạ à. một ngày thành công là một tuần thành công mà một tuần thành công thì là một tháng thành công một tháng thành công là một năm thành công và một cuộc đời thành công cả nhà phải hiểu mục tiêu là gì ạ à. chúng ta phải mục tiêu từ nhỏ đến lớn Mục tiêu ở đây vì em thắng đặt ra mục tiêu cho mình về sản phẩm Galaxy Z1. Mục tiêu đầu tiên đó chính là mục tiêu dài hạn là từ đây mục tiêu cuối năm đi. Vì giờ từ đây đến 2024 là còn bao nhiêu tháng nữa? Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tầm khoảng 5 tháng nữa thì mục tiêu của mình là gì? Phải ghi ra. Và mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là gì? Vì mục tiêu cuối năm của em thắng sẽ là gì ạ? Chia sẻ giúp cho 1000 người sở hữu sản phẩm Galaxy Z1 cộng với cả những sản phẩm khác của Oli Đúng không ạ? Mục tiêu quan trọng nhất trong 1.000 sản phẩm này em sẽ giúp đỡ cho 30 những anh chị em là đối tác của tháng có thu nhập từ 5.000 đến 10.000 đô. Rất rõ ràng cả nhà có thể comment nhá Đầu tiên là mục tiêu cuối năm cả nhà có comment này. Hai, mục tiêu quan trọng nhất của mọi người. Thứ ba, điều gì xảy ra nếu bạn đạt được mục tiêu đó cái nhà phải hiểu rằng mọi người phải nhìn rất rõ về cái mục tiêu của mình và cái đạt được nó là như thế nào thứ tư là chúng ta điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không đạt được điều đó chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi why tại sao chúng ta cần cái đạt được cái điều đó và tại sao chúng ta không đạt được điều đó trong khi thời gian chúng ta làm chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng nếu như ai có mục tiêu rõ ràng thì chắc chắn em thắng sẽ support rất là kỹ cho mọi người tiếp theo chúng ta lập một cái bản đồ đường đi ấy và chúng ta lấy cái mục tiêu chính của năm nay để chúng ta thiết lập ra nó ví như là em vừa đưa ra một ví dụ là em thắng mục tiêu từ đây cuối năm là đẩy một nghìn sản phẩm di 1 ra ngoài thị trường và xác định các mục tiêu phụ hàng tháng giúp cho mình nhìn thấy con đường hoàn thành nhỏ hơn theo những cái thời gian đó chúng ta chia nhỏ ra chúng ta có thể chia nhỏ theo tuần cả nhà có thể comment chia nhỏ tuần cho từng tháng cái cách làm này em thắng thường thường áp dụng vị tuần này em muốn đi vào trong thị trường miền nam em sẽ tập trung vào thị trường miền nam em sẽ thiết lập kế hoạch cho thị trường đó tháng sau đầu tháng sau em đi vào thị trường miền trung em sẽ thiết lập cái mục tiêu cái tuần sau và viết dưới dạng nhiệm vụ hành động cả nhà nếu anh chị em coi đây là một cái sản phẩm mà có thể là đổi đời cho anh chị giúp cho mọi người nhiều người biết đến sản phẩm này hơn nữa, nó là một nhiệm vụ. Thì chúng ta phải hành động bằng cách là chúng ta viết ra nó ra. Và chọn nhiệm vụ ưu tiên và đánh số và đánh sao vào. Ví dụ như em có 10 lít ở ngoài Hà Nội này. Em sẽ đánh giá đánh số sao cho những cái người mà thiết lập ra mục tiêu. Em ví dụ như là anh Thân đang có 10 người đối tác trực tiếp. Anh Thân sẽ phải chọn ra nhiệm vụ ưu tiên đánh số cái vào người nào để mình có thể là viết dưới dạng nhiệm vụ và hành động cùng với họ và chia nhiệm vụ vào ngày cụ thể trong một tuần đóng khung thời gian lại chúng ta làm việc nên vì sao là em nhìn những người nào mà làm và có mục tiêu ấy là em nhìn biết ngay là những người đó thu nhập rất là cao và chia kế hoạch theo từng ngày thì mọi người phải biết rằng là uh, làm nhỏ cái mục tiêu của chúng ta để chúng ta hiểu hơn vì thường thường nếu như ai mà trực tiếp làm em thắng ấy thì mọi người biết là sáng ngày hôm nay Ví như là chị Thuần mà muốn em hỗ trợ Thì thời gian chị Thuần muốn em hỗ trợ là mấy giờ Địa điểm ở đâu Cả nhà phải lên rất rõ ràng Và khi hoàn thành được rồi chúng ta sẽ phải gạch bỏ nó đi Để tránh nhầm lẫn Và chúng ta liên tục chúng ta thực hiện đi Thực hiện lại các bước thực hiện của nó Chúng ta phải thực hiện đi Thực hiện lại Thực hiện đi Thực hiện lại Và ghi chép nó lại Và chúng ta phải tập có ba cái Để chúng ta thực hiện này để chúng ta có thể sắp xếp công việc nó 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 dễ hơn là chúng ta có thể là uh, dùng quyển sổ này, được chưa ạ? Chúng ta cứ kẻ bảng ra, những ngày hôm nay chúng ta đi đâu đi đâu chúng ta kẻ ra, chúng ta điền vào những cái công việc cố định vào đây, những cái liên quan công việc này, những cái thói quen, những cái lịch học của chúng ta và sắp xếp phân bổ nó và đánh dấu sao lại để đạt được mục tiêu hàng tuần chúng ta phải đánh lại cả nhà, cả nhà phải nên nhớ là như này này, chúng ta đừng có khinh thường cái timeline của mình nhá. Nếu như anh chị em mà muốn làm kinh doanh chuyên nghiệp thì chúng ta phải có tham lai hàng ngày hàng tuần và có target đầy đủ khi những anh chị em là những con sơ ở bên malaysia về thì cái câu đầu tiên người ta sẽ hỏi là mục tiêu của bạn trong tháng tới là gì thường thường là như thế sau đó là các bạn sẽ phải làm như thế nào thì thường thường là em thắng gặp những người đối tác trực tiếp của em thắng thì em thắng sẽ nói là trong tháng tới anh chị mục tiêu của anh chị làm gì câu đầu tiên em sẽ hỏi như thế chứ không phải là hỏi là anh chị khỏe không mà em sẽ hỏi là mục tiêu của anh chị sẽ là như nào để em biết Chị Thuần ơi tháng này mục tiêu của chị là thu nhập 100 triệu hay 200 triệu để em biết Ok Cách nào thì chị tạo ra 100 triệu Giúp đỡ như nào hay làm như nào Tất cả mọi thứ chúng ta phải tạo ra một thói quen Nhưng mọi người nên nhớ nha Thất bại chúng ta phải làm lại và làm đi làm lại làm đi làm lại Chúng ta đừng có nản trí Và chúng ta hãy coi cái ghi vào sổ sách này là một bảng chống lười Bản thân em thắng lâu lắm rồi không có dậy sớm để thành công ấy Nhưng cái giờ giấc mà trong nhiều năm qua đã tạo thành cứ năm giờ sáng đã dậy à không ngủ được không thể ngủ được vì nó đã tạo thành một thói quen rồi đó chính là thói quen làm đi làm lại làm đi làm lại và mọi người nhìn thấy rằng là nếu như mà làm việc như vậy ít nhất chúng ta sẽ có hiệu quả cao hơn những người khác ít nhất từ 3 đến 5 lần em dám khẳng định mọi người em đã nói trên này là mục tiêu của em là một nghìn sản phẩm cg Dream. thì em sẽ phải thiết lập và em sẽ tạo ra mục tiêu đó và cùng với những người đó mà thực hiện hóa cái mục tiêu và hành động của mình rồi ở nhà có ý kiến câu hỏi nào về sản phẩm này không cho một chút cảm nhận đi ạ em xin mời chị ngọc hoa xinh đẹp ở trong buổi zoom ngày hôm nay được không ạ em mời chị bất ngờ quá <laughs> bất ngờ không mời chị đến công, việc, đến công việc về dạ cảm ơn chị. Uh... Leader Thắng và chúc cả nhà trong phòng Zoom hôm nay chúng ta càng ngày càng vui khỏe lên phải không ạ? Hôm nay nghe lãnh đạo Thắng nói về cái sản phẩm mắt mà yêu quá, yêu quá trời đấy. <laughs> nhưng mà à, thực ra mà nói là lúc nãy à, đi công việc về thì cũng à, mới nghe cái đoạn sau thôi nhưng mà phải rất là thích. Mà quan trọng nhất muốn hiệu quả thì là phải nhờ à, Leader Thắng à, à, dịch ra cho tất cả anh chị em để anh chị em nhìn vào đó để lấy một cái là cái gốc để anh chị em để chia sẻ cho được uh, mạnh mẽ hơn. đó. cho nên là khi chị Hoa nghe đến cái sản phẩm mắt này là yêu lắm, bản thân cũng rất là cần. đó. mà cái sản phẩm này ấy thì là Hoa cũng nói với anh chị em là có thể ta lan tỏa được rất là rộng đấy, không phải là người già đâu ạ ngoài cái vấn đề người già ra nhưng mà bây giờ các bạn trẻ cũng rất là cần, tại vì bây giờ thấy đi ở ngoài đường toàn kính đeo à, toàn toàn đeo, đeo kính cận nhiều đó, à. cho nên đây là một cái thị trường rất là lan rộng rất là dễ đấy, Đấy hoa có cảm nhận là như thế, nhưng mà muốn được như thế thì là ngoài uh, mình phải hiểu sản phẩm này, sau đó mình yêu sản phẩm, thì muốn hiểu được thì mới yêu được, thì hiểu được thì bây giờ tất cả là đang nhờ vào uh, leader Thắng để uh, uh, dịch ra cho các anh em, anh chị em để các anh chị em cùng uh, khách hàng đến ngồi máy thì mình chia sẻ luôn, Đấy. luôn à, vào ngay. Chắc. Vâng, cảm ơn uh, các anh chị. Chúc cảm các ơn anh chị, chị Ngọc chúc Hoa rất nhiều. Và... Cảm ơn chị, cả nhà công, có cảm ơn chị Hoa đi ạ. Chị uh, đã chia sẻ một cái lời rất là, uh, rất là gì ạ, rất là rõ ràng cho mọi người nghe thế đó là gì ạ? sản phẩm này sẽ là một sản phẩm một cú hích trên thị trường. Không những chỉ P90 mà chúng ta đã tạo ra rất nhiều các cú hích khác rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ bùng nổ lên không chỉ nguyên là những người già đâu mà sẽ có những người trẻ sẽ cùng tham gia với chúng ta và lan tỏa rất là mạnh. Bên cạnh đó thì em thắng sẽ tạo lên một cái bộ công cụ uh, để cho mọi người có thể là đơn giản nhất để mọi người thực hiện hóa cái ước mơ của mình. Đó chính là uh, sản phẩm này như thế nào là Slide tất cả mọi thứ em sẽ chuyển giao lại Chuyển giao bằng video Chuyển giao bằng giấy A4 Rồi tất cả mọi người chỉ cầm đọc lên thôi Mọi người chỉ cần đọc theo thôi là mọi người có thể làm được rồi Ok Tiếp theo Em xin một người Xin uh, mời một người thứ hai ạ Cho em cái cảm nhận về sản phẩm này ạ Ưu tiên tinh thần sung phong trước đi ạ Alo alo Tinh thần sung phong đâu ạ không thì em em sẽ chỉ định auto nhá <laughs> cảm ơn chị hoa ok thôi được rồi em sẽ mời một người ở bên dưới này đâu rồi đâu rồi đâu rồi em mời chị hồng mến trước đi ạ để em tìm cái chị đấy à đây rồi có chị đấy rồi sau chị mến sẽ là chị lương thị thuần one star code Vâng, Hồng Nguyễn gửi lời cảm ơn đến Mr. Richard, chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi dung ngày hôm nay. À, thực sự được đón nhận những sản phẩm mới thì Học Nguyễn cũng rất là hạnh phúc. À, biết rằng là đến 15 tháng 8 có mặt ở Column Lâm Vua thì sẽ được đón nhận sản phẩm này, thậm chí là mang về, Đấy, chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng mà không tin được rằng là hôm nay đã được nghe leader Richard chat phân tích rất là rõ ràng ngay lập tức hồng nay đang chuẩn bị là có thể là ngày mai là phải đi đến các cửa hàng bán kính mắt là mình phải làm marketing trước không có là chị hoa mấy anh thân là đi hết là nguy hiểm <laughs> một số các đại lý kính mắt rất lớn ở ở đường quang trung hà đông là sáng ngày mai là mình phải đi nhanh không có là, là chị hoa với anh thần là giỏi lắm là hết thị trường là chết vâng <laughs> <laughs> và mình tin rằng là với cái ý tưởng của nhà khoa học cũng như là cái sự nhạy bén của các uh, doanh nhân trong cái tập đoàn online e thì mình tin rằng là cái sản phẩm này nó đang rất là cần và nó mang lại cái nhu cầu thiết yếu cho người dân không chỉ ở việt nam mà trên các thế giới nên là các ceo đã ra rất là tuyệt vời thì hồng rất là biết ơn và cảm ơn richard và chắc chắn là sản phẩm này cũng bùng bùng nổ doanh số của online một hai năm và uh, bản thân đồng mến cũng uh, nảy ra một cái ý định đó là cũng ra cái quyết tâm từ nay đến 31 tháng 12 cũng uh, ít nhất là đưa đến một nghìn cái sản phẩm galaxy z 1 này tới uh, cộng đồng vâng xin cảm ơn uh, Wow. Tuyệt vời, cảm ơn chị Hồng Mến Cả nhà nhìn thấy không ạ Khi chị đã nhìn ra được cái đầu tiên đó là Chính là những cái nhu cầu thì nhu cầu là chị sẽ nhìn ra được khách hàng mục tiêu Và từ khách hàng mục tiêu này chị đưa ra luôn Cái gọi là cái kế hoạch Đó là 1.000 cái máy này Cho từ đây đến Hết ngày 31 tháng 12 Rất rõ ràng, em tin chị Mến sẽ làm được điều đó Em tin tất cả mọi người ở đây Nếu ai thiết lập mục tiêu đều có thể đạt được điều đó Và khi chúng ta uh, để thực hiện điều này thì mỗi anh chị em ở đây em thắng mong muốn mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị để order mỗi người ít nhất từ 1 đến 2 sản phẩm để chúng ta có thể là có cái sản phẩm ngay khi có 1.000 cái đầu tiên tại vì mọi người biết rằng là vận chuyển về đây cũng đã mất đến từ 3 đến 7 ngày rồi còn về đến mọi người nữa thì nó sẽ mày mất đến thời gian rất dài nên chúng ta cần có cái sự nhìn dài hạn và chúng ta phải có ngay để tránh cái việc chúng ta bị delay được không ở nhà tiếp theo em xin mời chị lương thị thuần việt nam sáu sáu tám đâu lại đi mất rồi à sợ quá chạy mất <laughs> một star code đi một đấy mọi người nhìn thấy ạ một star code đi uh, malaysia đấy nhưng mà gì ạ chia sẻ trên zoom này vẫn ngại có nghĩa là ở đây cơ hội rất dễ one star code đơn giản lắm mười mấy hai mươi ngày đạt được thôi đó Rồi em xin mời chị vũ thị thanh tâm đi ạ chị tâm này chỉ còn hai người nữa lên one star code này cũng là em cũng là người mà trực tiếp là đối tác trực tiếp của em em mời chị vũ thịnh thanh tâm ui one one star code ở mình đây là <laughs> ấy lắm à, có nghĩa là ngại lắm ngại lên zoom lắm không giảm dĩ đó mọi người nhìn thấy rằng là những cái người mà lên one star code là những người là rất là nông dân rất là nhẹ nhàng chia sẻ còn 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 ngại như vậy thì mọi người biết rằng là là những cái người mà anh chị em là có khả năng về kinh doanh thì chắc chắn là mọi người sẽ bùng nổ rất là mạnh. Có ai ngoài ngoài những anh chị em vừa đọc tên thì mọi người thể xung phong được không ạ? Em xin mời anh thân đi ạ, một cái. Em... em nói đi, em nói trước. Em xin mời anh thân ạ. Dạ. Xin chào các anh các chị ở trên Hoàng Dung. Các anh chị khỏe không ạ? buồn ngủ không ạ? Những cái chương trình ngủ. này mà còn buồn ngủ thì không biết chương trình nào nữa mới phục vụ được nhau ta. <laughs> Bây giờ bác thân có ý kiến thế này, trong cái nhóm của mình thì rất nhiều người thành công rồi đấy. Ví dụ như Lương Y Hồ Hữu Quang cũng, cũng tuyệt vời này. Những người mặc dù là đang sắp tới là ứng viên tiềm năng xe mua của đặt hàng của online như bạn là Nguyễn Ngân này chị Hương cũng đã là thành viên này rất là tốt. Đấy. Cảm ừ. ơn các bạn đã có mặt ở phòng Zoom hôm nay. Bác thân xin tôi xin tổng kết lại một số vấn đề để các anh, các chị chuẩn bị tinh thần về mặt cốt cách. Đầu tiên số 1 là có câu nói là nỗ lực hơn lựa chọn, lựa chọn hơn, lựa chọn nỗ lực quan, hơn lực lực. quan trọng hơn nỗ lực anh ạ. À, lựa chọn ừ. quan trọng hơn nỗ lực vậy thì khi chúng ta lựa chọn online từ ngày đầu cho đến bây giờ và cho đến bây giờ và sau này tôi nghĩ cái việc lựa chọn hợp tác với online luôn luôn đúng bởi vì online có một cơ sở về các sản phẩm mới tuyệt vời có những cái bất ngờ trong sản phẩm và việc này là tự mọi người hiểu rằng đây là cơ hội cho ai ạ à? cho tập thể của chúng ta cho chính mình Lâu nay chúng ta muốn có một cái công ty để hợp tác thì online gần như là đã có những cái sản phẩm độc đáo lắm ấy. Đấy là vấn đề thứ nhất Là cái uh, lựa chọn hơn nỗ lực Thì các bạn phải thấm nhuận tinh thần này Và cũng là sự may mắn khi chúng ta được ai để giới thiệu Khi chúng ta may mắn được uh, lãnh đạo của Vitalai của anh Richard mà giới thiệu cái sản phẩm này bắt đầu từ P90 đã có sự khác biệt rồi đến bây giờ Galaxy One rồi đến CC The Ring và những cái sản phẩm thổi nữa nếu một bộ này thì chúng ta tầm khoảng là một số tiền nhất định nhưng mà chắc chắn là thành công và cái cách của chúng ta lựa chọn sản phẩm đi ngách thị trường ấy, chăm sóc sức khỏe bằng thiết bị hoàn toàn mới, hoàn toàn cách mạng, hoàn toàn khoa học công nghệ. Cái này điều này các anh chị phải nắm bắt thần nhanh không chần chừ nữa chần chừ là thua đấy như chị mến bảo là mai đi luôn nếu không hoa thân sẽ giành hết thị trường rõ ràng đây là sự cạnh tranh ạ cạnh tranh càng tốt cho thị trường cạnh tranh càng tốt cho người tiêu dùng cạnh tranh càng tốt cho doanh nghiệp vấn đề thứ nhất là nói về vấn đề là lựa chọn hơn nó được. vấn đề thứ hai cần tâm sự các anh các thế câu hỏi đặt ra bây giờ sản phẩm online nhiều thế này thì vấn đề của chúng ta là vấn đề gì anh chị thử tư duy cái nào một là tiền phải chuẩn bị tiền để mua máy hai là học tập rèn luyện học tập để nhớ công năng tác dụng để đi chia sẻ học tập những người thành công vậy các anh chị phương án chọn một hay chọn hai thiết nghĩ rằng là có một số người phần lớn là đưa chọn một đã đi kiếm tiền để về mua máy Không ạ à. Chúng ta không nên tư duy như vậy Mà tư duy học tập Tư duy là gì Vào đây cùng một cái tập thể như thế này Chúng ta cùng học tập Cùng tiến bộ Nắm bắt thật nhanh Thật kỹ, thật chính xác về công năng tác dụng sản phẩm Về chế độ chính sách Sau đấy Lần thứ hai, phần thứ hai mới chuẩn bị tiền Khi các anh chị Là gì các cái gì muốn trong tâm sẽ có trong tay Đấy, các chị phải 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 học hành đến nên trốn nhưng nếu không là học uh, theo theo Lenin là gì ạ nếu chúng ta cứ học mãi mà không không hành được á thì Lenin theo Lenin là học học nữa học mãi không ra được thành tích không ra được uh, không bán được hàng mà luôn luôn thấm nhận tinh thần của bác hồ là học đi đôi với hành các anh chị mến nha đúng ạ phải học đi đôi với hành triển khai ngay thị trường những bài học thật chắc thật thật vững những sản phẩm khoa học công nghệ và nhớ rằng online là người đại diện đưa những sản phẩm khoa học công nghệ của của trí tuệ nhân loại trí tuệ con người ra phục vụ công chúng chứ không phải là gì mấy ông doanh nghiệp online là đây là online thay mặt cho các nhà khoa học họ có câu nói là tôn trọng tự nhiên tôn trọng khoa học tôn trọng khoa học và online là đại diện là doanh nghiệp thì các bạn nhớ cái điều này còn cái số 3 là chia sẻ với anh chị một cái từ là gì cái công thức 1 cộng một cộng n là gì ạ à? galaxy g1 cộng c ring cộng với n các tác dụng và cuối cùng là đưa bạn đi ngắm sao thực chất đây có ẩn ý của tác giả đấy ạ à. chúng ta có 7 sao ạ à. một sao hai sao 7 sao ạ à. các anh chị cứ đến lúc mà đến lúc mà chúng ta đã đến cái lúc ạ à, là gì ạ galaxy cộng với cc đoan cc Ring có nghĩa là ngắm sao là ngắm chúng ta từ một sao hai sao ba sao bốn sao đến bảy sao mà trong đó hãy phấn đấu mục tiêu đầu tiên là một sao là 14 14 ông chân yếu như anh Thắng thì mến chị thân là phải phấn đấu là gì ạ à? hai sao là 134 chân yếu cứ từng bước một như vậy thấy là cái cách mà người ta nói có ẩn ý đấy, anh Thắng ấy. chứ không phải là chỉ nói là đi ngắm sao là chỉ có ngắm sao trời ạ à. ngắm sao trời thì mãi không phải là của chúng mình mà gì đưa bạn đi ngắm sao và nghe ngắm cái sao thành tích của mình ạ à. được ghi vào bảng vàng của tổng ty của hãng và chúng ta ừ. luôn luôn được cái gì vinh danh lên toàn thế giới toàn cầu này thì hôm nay bác thân cũng là trong buổi chia sẻ là đi về cũng cuối rồi à, xin bổ sung ba ý như vậy mục tiêu là gì để các chị xác định được công việc của mình đầu tiên cái việc mình gặp được uh, online là gì lựa chọn cái việc thứ hai là chúng ta phải học nhanh và chuẩn bị một phần tài chính để mua sắm những cái thiết bị này việc thứ ba là là gì khi đã gì galaxy ion cộng với CD Ring đã là đưa bạn đi ngắm sao và chúng ta và cùng các bạn đi ngắm sao ạ à, xin hết ý kiến của anh thân ạ. xin cảm ơn anh chị và cả này. nhà ơi hãy cho một tràng pháo tin thật lớn cho anh thân đi ạ cả nhà thấy không ạ anh thân là một người mà có thể nói là một chuyên gia phân tích về những cái câu từ cũng như là những cái ẩn ý ấy. thì mọi người sẽ hiểu được rằng đó là cái sản phẩm này bản thân khi công ty đưa ra là công ty đã nhìn thấy cái việc đó là nó sẽ là cú hích thị trường thì hiện tại là em chưa nhìn thấy một công ty nào có cái sản phẩm này và bản thân như một người mà là nhà kinh doanh thì em nhìn ra được đó là cái việc đó là tới đây chúng ta sẽ bùng nổ cái sản phẩm này nhưng bên cạnh đó nhá em rất thích cái việc đó là chiều ừ mới ngày mai đi nhưng anh thân ngày mai cũng đi đúng không ạ những cái trường hợp đó chúng ta đi như thế chúng ta cạnh tranh lành mạnh nhá <laughs> có ai mà lại làm việc với cả chị mến được thì cũng tuyệt vời mà làm việc với anh thân cũng tuyệt vời chúng ta hãy yêu thương nhau nha, cạnh tranh lành mạnh đã được yêu thương nhau và mọi người phải nên nhớ một câu nói vừa nãy anh thân chia sẻ rất là đúng có những cái buổi dung của chúng ta anh chị em nên vào để học tập thường xuyên mỗi một ngày một cái năng lượng khác nhau mọi người sẽ cảm nhận và mọi người chạm được nó và mỗi một lần như vậy chúng ta nghe đi nghe lại thì chúng ta mới có được một cái kiến thức thấm nhuần và nó đi vào trong cái tiềm thức tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta mới chạm đến khách hàng được rất mong anh chị em hãy thường xuyên chia sẻ cho những người bạn của chúng ta vào Zoom và nên vào để học tập liên tục. Cảm ơn các bạn đã tham gia Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn các cô chú, các anh chị đã tham gia Zoom ngày hôm nay. Và buổi Zoom ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ là kết thúc ở đây. 22 giờ 10 rồi. Cũng đã bị quá mất 10 phút. Xin sorry cả nhà. Từ từ chúng ta sẽ có cái quy định là dừng trước 22 giờ đúng không ạ? Cảm ơn cả nhà. Cả nhà cùng bật mic lên và chào nhau. Và chúc nhau lại lan tỏa. Từ đây mục tiêu đến hết 31 tháng 12. 1.000. CC Drink và 1000 Z1 cả nhà nhá. 1000 CC Drink, 1000 Z1, 1000 CC Drink. Đến anh các chị bật mic bật cam lên. Bật mic lên ca 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 cả nhà ơi. ơi. Hô vang khẩu hiệu 1000 Z1 cả nhà nhá. 1000 Z1. Anh <laughs> thân chị Hoa nhá. On to five, on Chúng ta cùng nhau chiến thắng nha cả nhà nhá. Bye bye. <laughs> bye bye, xin cảm ơn.